Sao? Có chuyện gì hả con? Tình hình là công ty con mới cắt giảm nhân sự cho nên là chắc tìm phòng. Chứ cho con khóc đến qua Tết không bóng nha. Trời ơi, tưởng đâu chuyện gì. Chứ chuyện này thì không có sao. Chừng nào á con có con đưa cũng được mà. Dạ. Nhưng mà... Mà sao chứ? Con cũng biết rồi đó. Cô á thì rất là khó. Chú á mà không có gom tiền đưa cho cô á là mệt với cái bà già đó đó. Nhưng mà không có sao. Thôi để chú lấy tiền của chú á, chú trả cho con. Vậy nha, chú đi nha.